Hello, xe máy Hồng An độc đáo Sài Gòn xin kính chào cả nhà. Chúc cả nhà anh em mình một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và luôn bình an nha. Và hôm nay Hồng An cũng ráng tranh thủ làm một cái clip mỗi ngày chia sẻ cho anh em những cái dòng xe đẹp, xe chất. Hôm nay thì Hồng An giới thiệu anh em con ZX 205. Xe rất đẹp nha anh em, đầu nồi chưa rớt, máy êm nha, áo tem zin theo xe, ốc căm cũng còn đẹp 7 màu. Xe này Hồng An cũng mới bát lại rồi, rửa sạch sẽ rồi, hôm rày cũng có rửa, cũng có quay sơ, thì hôm nay Hồng An ráp bộ áo vô chia sẻ cho anh em coi. Biển số quận 5, 4 số một chủ nha, công chứng sang tên cúc cốc đều được nha anh em. Đó, anh em coi chi tiết nha. Xe này đi khoảng 30 mấy ngàn cây đó, 39 ngàn chuẩn luôn nha anh em. Đó, em coi kỹ nha, bao tay zin theo xe nha anh em, còn zin theo xe luôn nha. Xe luôn, chìa khóa zin theo xe nha anh em. Xe này máy là thì thầm luôn đó nha, êm như xe đạp điện đó, nhích ra là nhóm nhóm nha anh em. Thấy chưa? Chưa mở luôn nha anh em ơi. Đẹp. Áo thì không có dán keo, nhưng mà cũng không có gãy, không có gãy bát gì hết. Tem thì cũng đẹp, cũng có hơi xước xước dài, ba đường nhỏ nhỏ anh em. 15 năm tới giờ rồi thì anh em cũng biết rồi, nhưng cái dòng xe này thì mình muốn bộ tem đẹp thì nó hơi khó lắm, khó bảo quản lắm anh em ơi. Thành phố mà, mình thấy cái bô chưa, cao su zin theo xe luôn nha anh em, còn zin luôn nha. Nguyên bản hết, vàng bạc đẹp lắm anh em, không có bị chày bị dợp gì hết đó anh em. Anh em coi cái phục à, hai lẻ năm nha anh em ơi, không rõ. Đến năm có vàng gấp vàng bạc, nên có vàng gấp vàng bạc đẹp lắm, chiếc xe zin mà buộc ti gấp vàng bạc căm nè, cầm còn vàng ươm mà, mang quay bánh cho anh em coi nha. Cầm còn 7 màu, có giờ một tí ở đây nha anh em. Không có đủ độ sáng, ây da, chảy là nó bị mất màu chất nền của nó nè. Lúc nào Hồng An cũng quay ở dưới cho anh em coi hết trơn á, chiếc xe đẹp xấu nằm ở dưới hết nha anh em. Nghe thấy chưa, đẹp xấu nằm ở dưới hết. Đây cặp te đó nè, không có chạy xuống. Cầm ốc theo xe 7 màu. Bô còn đẹp, bát phục còn theo xe luôn nè.
chức là nằm đây nữa. Con thấy không? Cái chức nền nằm ở đó là so rồi đó. Chắc sáng. Cũng chưa mở luôn nha anh em. Thấy không? Giấu rồi, còn nguyên. Trong đứng trong nghiêng nhìn theo xe. Lò xo còn màu luôn nha anh em. Chúng xe thành phố chiếc xe nó đẹp lắm anh em ơi. Cho nó cũng còn dấu chấm sơn nè. Ốc còn vàng ươm mà. Thấy không? Màu trắng sáng. Cao su zin luôn nha anh em ơi. Mở gà luôn nè. Thấy chưa? Trắng sáng luôn. Ôi nhìn cổ bô nè. Cổ bô chưa mở luôn nè. Đòn dưới nè. Bô anh em nhìn nè. Xe đi 39.000 cây nha anh em ơi. Đó. Đó, cho nên nhìn những cái cốt lõi cổ bô hoặc cái dĩa này kia đó là xác định chiếc xe thôi. Đó. Đó, nhìn nè. Chứ không ăn ngang ghét là gáp bẩn vậy đó. Gáp bẩn vô là anh em nhìn không có được rõ. Mà không ráp thì anh em nhìn không được cái dàn áo của nó. Thấy không? Đẹp lắm anh em. Chỗ này hơi chày nha anh em. Rất đẹp. Tem hơi chày nhẹ nhẹ thôi. Nước sơn này nó không có gì hết, cánh bẩn này không có gì hết, chỉ có chày xước tem nè. Áo sống không gãy. Nhìn đấy nha. Đẹp lắm em ơi. Chiếc xe đẹp nằm ở đây hết. Này cổ bô nè. Vàng ươm mà. Yeah. Phục nè. Phục theo xe. Vàng bạc còn đẹp lắm. Cuộc không có giảm tút cho nha anh em. Thợ xe nè. Dĩ chưa khuyết nha anh em. Anh em dĩ chưa khuyết chân. Dĩ theo xe. Cầm còn sáng lắm. Thấy không? Dĩ không có khuyết nha nè.
tát phục này. Dấu chấm sơn còn nguyên mà. Rosy. Cầm này còn đẹp đó nha anh em. Dĩ chưa khuyết, ốc còn 7 màu, dấu chấm sơn, không có dấu cạnh gì hết. Rất đẹp nha anh em. Xe này chén cổ cũng chưa mở nha anh em ơi. Cái chiếc xe đẹp. Ốc còn bảy, ốc còn sáng lắm. Có đòn không? Đòn còn vàng ươm mà. Cái đòn mà đỡ vàng áo á, anh thấy không? Đó. Rồi hồng men nổ máy nha, cũng hơi tối quá rồi. Này hết bình rồi, bình hơi yếu nha anh em. Đó. Máy như xe đạp điện nha anh em. $27 triệu nha anh em ơi, bao hồ sơ, bao công chứng nha. $39,000 cây. Bình yếu quá rồi. Nha, bình yếu rồi nè. Đó. Bình gì? Đây là chim hả? Hả? Đây là chim hả? Ờ, đây chim. Ở trên. Bình gì đi đâu nữa? Đâu đi đâu được đâu. Đến vũ thấy có đi vô. Thì đó, giờ nó bệnh như này rồi, xe lửa đâu được không? Hôm bữa cũng mua quá bà, cũng là bà rồi. Ừ. Em nghe tiếng máy chưa? Hồng An là lựa những cái dòng xe đẹp, xe chất, chia sẻ cho anh em chơi. Không anh em thấy không, cái công mà mình lựa những cái xe này là cũng đáng cái đồng tiền cho anh em rồi đó.
Hồng An cũng mê xe, chủ yếu mình chia sẻ thôi, không để cho tiệm nó đủ loại xe hết, lâu lâu lấy ra ngắm nghía đó, không vì những dòng xe này Hồng An cũng không cần bán gấp anh em, được giá thì Hồng An chia sẻ, còn không thì Hồng An cứ để chơi tiếp vậy đó. Những dòng này kiếm không có xe để mình mua đâu anh em, khó mua lắm, quan trọng cục máy nữa, lựa được những cục máy này là rất khó nha anh em, không phải dễ mà lựa được những chiếc xe này mà được lựa được cục máy cỡ này nha anh em ơi, khó lựa lắm. Những máy đi xe đẹp thì dễ nha anh em, xe đẹp dễ mua lắm á, nhưng mà cái cục máy lựa không được nha anh em. Đó. Em nghe thấy cái máy không? Máy vô số luôn. Đó. Không ăn đè xuống nè, máy vẫn êm nè. Đang có số đó anh em. Bịt luôn cái bô luôn rồi đó. Không, bịt luôn cái bô nè. Bịt luôn cái bô thì anh em có nghe được tiếng không? Phải đúng như em như xe đạp điện không? Mà đang có số nha. Không, mà bịt luôn cái bô luôn rồi đó. Phải đúng là em như xe đạp điện không anh em? Không, em nói là có nha. À. Yeah. Đang có số 1 đó. Bịch một cái là không nghe tiếng luôn á. Đó, bịch bô nè. Em nghe tiếng máy không? Cực kỳ. Rồi 27 triệu nha anh em, bao hồ sơ bao công chứng nha. Đó. Giờ yên theo xe luôn nha anh em. Đó, theo xe luôn nha. Những con xe đẹp, những con xe chất, anh em đến với nhau là có duyên thôi, chia sẻ chơi thôi nha anh em. Quan trọng là chất lượng chứ không quan trọng số lượng nha. Không ăn bán xe là trước giờ là anh em cũng hiểu rồi. Quan trọng là chất lượng chứ không phải quan trọng số lượng. Những cái xe mà Hồng An bán cho anh em chơi là anh em là có ve lại quay đầu lại Hồng An vẫn mua nha. Chỉ cần 10% hoặc 15% Hồng An thu lại liền thôi. Anh em không cần bán cho ai hết á. Thì những dòng xe này Hồng An đều chọn lựa kỹ, đâm ra cái đó là cái một cái tâm quyết phải không? Hồng An chia sẻ cho anh em chơi thôi. Đó. Vì mình lựa được một chiếc xe cục máy chất nó khó lắm, không hề đơn giản anh em ơi. Những dòng xe này cả một tâm quyết, cả một cái đam mê mình lựa những con xe này cho anh em. Thật ra anh em nếu mà không có mê, không có chơi thì Hồng An vẫn để cửa hàng Hồng An sưu tầm mà. Đó. Mua bán thì cũng có lời có lãi, nhưng mà cái đam mê anh em ơi. Đó. Đam mê là chính thôi. Hồng An vẫn còn một con nha, đi 24.000 cây. Con này là 33 triệu Hồng An mới bán nha anh em. Đó. Con này là 33 triệu nè, hôm qua hôm nay cũng có mấy anh em inbox nhắn tin cái con này bao nhiêu tiền nè. 53R9 9307. Đó, con này là 24.000 cây ra đi. Đó, em thấy không?
con này là 33 triệu Hồng An mới bán nha, không bớt nha anh em. Đó, đẹp cực kỳ luôn á, mày cũng đẹp lắm. Gặp này gặp dàn áo hết trơn nè, cũng lông bạo chúa đó. Con này là cũng đam mê này, được cái bộ áo tem nó đẹp lắm anh em, thấy không? Anh em nào thích chơi rẻ thì lấy con 27 triệu 39 ngàn cây, còn thích chơi con cọp cũng lông bạo chúa thì 33 triệu, mắc hơn 6 triệu nha anh em, tiền nào phủ nấy nha anh em. Đó, cái gì cũng có cái giá của nó hết, thấy không? Đó, sạch sẽ trắng tươi zin. Còn bây giờ thái thắng địa nữa nè, thắng đùm 201 nữa nè, đam mê sưu tầm chưa đầy nhà hết. Đó, con này bữa nào Hồng An đăng lên nè, 40 mấy dít nè. Đó, còn cúp 50 nữa nè, đợi 98 nè, 43 triệu nha anh em, đầu nồi chưa rớt nha, bửng bọng còn zin hết nha anh em. Để như cái kho á, nó bụi bặm không nha anh em. Đó, anh em thích thì chia sẻ chơi thôi. 43 triệu hải quan chính ngạch nha, để 98 nha, 50 cọp lắm anh em ơi. Đó, con này ở đâu mà kiếm anh em, đầu nồi chưa rớt hải quan chính ngạch ở đâu kiếm cho anh em đâu, khó lắm. Mà để thêm 2-3 năm là nó còn lên giá nữa đó. Thiệt chủng rồi cái này. Bửng kiến đầy đủ nha anh em. Future X, Future Now FI 209 56 triệu. Future X 13.000 cây 51 triệu. Đó. Rồi, nãy giờ chưa tắt máy nha anh em. Nấu hoài ra. Con này 27 triệu, một con xe chức luôn nha anh em. Xe này gục máy anh em nhích là ga là nhóm nhóm. Và con này không mang bảo đảm nha, đi như xe Thái nha. Đi như xe Thái gì đó, nhích ga là nhóm nhóm luôn nha anh em. Anh em nghe dàn hơi là đủ biết rồi nha anh em. Như xe Thái vậy đó, máy dữ lắm. À, máy đè cái là em gu nè, thấy chưa? Con này quay A nè, hôm qua Hồng An rửa giờ ráp dàn áo rồi nè, quay A 205 luôn nè, 22 triệu nha anh em. À, rất đẹp nha anh em. Cũng máy là cũng cực kỳ dữ luôn nha anh em ơi, máy là cũng như xe đạp điện rồi đó. Đó, máy cũng xe đạp điện luôn nha anh em, rất đẹp. Xe này hôm qua Hồng An test máy rồi nha anh em, muốn nghe tiếng máy thì coi là cái hôm qua Hồng An có quay cái clip á, 22 triệu bao hồ sơ bao công chứng. Đó, quay A 205 đẹp quá anh em ơi, màu đẹp quá, ban đêm nhìn nó đẹp quá, thấy không? Cục ốc tán là cũng bảy màu luôn nè, ốc trắng pháo à, trắng phiêu à, vàng ươm luôn nè anh em. Đó, anh em lựa xe cỡ này đó anh em. Đẹp xe chức anh em coi tả lắm, pin yếu rồi nha anh em, hết pin rồi, hết pin rồi, mang quay sơ thôi.
đang nổ thì thầm nha anh em. Cũng 4 số một chủ luôn nha. Thôi anh em nghe tiếng máy đi, thêm cho xe đạp điện luôn đó. Hai con đang nổ máy đó anh em. Xe này hai chìa khóa zin theo xe luôn. Đó. Cũng zin theo xe luôn nha. Sổ còn, chìa còn luôn. Con này 22 triệu. Đó. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10 nha. Mỗi người có cái đẹp riêng nha anh em. Thấy không? ZX thì được một cái thắng đĩa. Thấy không? Còn con này thì nó đùm Vinfa 205 cũng một cùng đời ZX nha anh em. Đó. Nhưng mà không có đĩa, nó là đùm thôi. Đó. Con này Hồng An cũng mới lấy về nè. Ở ngày mai nói chung là để cho đứa em mình xem một cái trước, vì đứa em không gài cũng có dặn Hồng An. Đó. Thì ngày mai là cho đứa em mình coi. Con này là một con neo kim 207 nha anh em. Neo kim 207 nha. Đó, nhưng mà anh thấy không? Đẹp ghê không? Lên vàng áo 209 luôn nè. FI mới chịu nha anh em. Vàng áo zin theo xe nha. Đó. Mâm RS đập hộp luôn nha anh em. Con này không mang khoan những lời ai hết trơn nha. Khoan chốt ai nha. Để chú em mình qua xem. Ưu tiên cho đứa em qua xem trước nha. Không ra đứa em nó dặn rồi. Dặn kiếm một chiếc xe. Đó. Neo kim lên. Đó, anh em coi nè. Con này đậu nồi chưa rớt luôn anh em. Đẹp lắm. Chiếc xe đẹp lắm anh em. Mà tới thui. Tối quá anh em ơi. Đó, anh em coi sơ chỗ này biết nè. Đó, nhìn chỗ này biết nè. Đẹp xấu anh em nhìn chỗ này là biết rồi. Đúng không? Đó, nhìn những cái nó. Đó, anh em nhìn cho là biết liền à, thấy không? Đó. Xe nè. Đó. Chưa nguyên con cọp nha anh em. Cọp á, này con cọp á nha anh em. Đó, nó giấy dấu chấm sơn chưa? Đó, lò xo đó anh em thấy chưa? Đó, bạch thắng còn sáng luôn nha anh em. Đẹp lắm. Thôi vậy nha. Cảm ơn mọi người đã xem cái clip mà xe máy Hồng An độc bản chất Sài Gòn. Anh em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho mọi người cùng theo dõi và đăng ký. Anh em vô để giao lưu, chia sẻ. Anh em mình cứ tối rảnh thì cứ vô xe máy Hồng An. Mình xem, mình giải trí, mình xả chết. Và nắm được những cái kiến thức, những dòng xe đẹp, xe chất, để mình sau này mình có cơ hội, mình có thể lựa được những chiếc xe theo ý muốn của mình, để tránh trường hợp là tiền mất tật mang. Đó.
ít nhiều mình có kiến thức thì mình sẽ là tự mình có thể mình sở hữu những chiếc xe đẹp thôi, tự mình đi lựa, thấy không? Tự mình đi lựa những cái dòng xe hoặc mình mua giùm cho bạn bè gì đó, mình nắm được cái kiến thức rồi thì mình sẽ tự mình đi mua thôi. Anh em nhớ gọi hai số điện thoại nha, 0368888383 hoặc 0907957435. Anh em cứ gọi trực tiếp hoặc nhắn tin trực tiếp, Hồng An sẽ trả lời trong tin nhắn hoặc tư vấn lại anh em, hoặc Hồng An sẽ gọi lại cho anh em luôn. Chứ nhiều khi anh em bình luận trong cái phần trong cái clip á, Hồng An không có thời gian để trả lời anh em nha, mong anh em thông cảm. Anh em có ý mua, anh em cứ gọi trực tiếp hoặc nhắn trong cái tin nhắn số điện thoại 0368888383 hoặc 0907957435. Hồng An sẽ trả lời anh em liền hoặc gọi lại cho anh em. Anh em mua chiếc xe thì đừng có nên tiếc cái tiền anh em ơi. 500 1000 mình đừng nên tiếc. Thì một chiếc xe dài 30 triệu lận, mình đừng nên tiếc nha anh em. Cứ gọi trực tiếp, Hồng An sẽ trả lời cho anh em, tư vấn cho anh em luôn. Ông xe rất đẹp nha anh em. Rồi ok. Ồ nãy giờ chưa tắt máy anh em ơi. Quá dữ rồi. Đó. Rồi cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye.